hàng phòng ở Viettel, là chúng tôi cũng đã nói ngay từ đầu là đã rất là tốt, đã rất là những cái tuyển thủ quốc gia họ đã chơi rất là tốt, họ chơi rất là chặt chẽ. Chúng ta biết là Viettel về đá chặt chẽ, đây là cái đội bóng rất là hay và đá rất là chặt chẽ và họ biết điều tiết cái trận đấu. Chúng tôi hiện bây giờ cũng đang hoàn thiện dần và cái lối chơi cũng đã hình thành. Các bạn vận viên đã hiểu được cái triết lý bóng đá của ban luyện đề ra. Hiện giờ chúng tôi cũng đang tức là mình tạo điều kiện cho các cái cầu thủ trẻ được thi đấu và cái sự hòa nhập của cầu thủ ngoại. Tôi nghĩ đến giờ này thì cũng tạm yên tâm.